Xe cộ chen chúc trên các con đường ra khỏi thủ đô Kiev của Ukraine hôm 24 tháng 2 sau khi Nga tấn công Ukraine trên bộ, trên biển và trên không trong cuộc tấn công lớn nhất của một quốc gia nhắm vào một quốc gia khác ở châu Âu kể từ thời đệ nhị thế chiến. Tôi sẽ đưa con cái đi lánh nạn rồi quay lại. Chúng tôi sẽ đánh bại âm mưu này. Ukraine sẽ chiến thắng, cho dù thế nào đi nữa. Một người khác cho biết ông cảm thấy hoang mang và hoảng sợ khi nhìn thấy đất nước mình đang bị xâm chiếm. Chúng tôi đã từng hy vọng chuyện này không xảy ra. Không thể tưởng tượng được một người tỉnh táo lại có thể đưa ra một quyết định như vậy. Dù bi quan nhưng đa số tỏ ra quật cường. Một người khác trong dòng người di tản nói rằng Liên bang Nga sẽ không dừng tay những gì họ đã khơi mào. Họ sẽ làm mọi thứ để có thể hủy diệt chúng tôi và đất nước chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không để cho họ làm như thế. Đạn pháo Nga đã dội xuống các thành phố Ukraine. Ukraine báo cáo nhiều đoàn binh sĩ đổ vào biên giới, đi vào các khu vực Chernihiv, Kharkiv và Nushan ở miền đông và từ trên biển đổ bộ xuống các thành phố cảng Odessa và Mariupol ở miền nam. Trước rạng sáng, người ta nghe thấy tiếng nổ vang rền tại thủ đô Kiev, tiếng súng rồn rập, còi hú, xa lộ ngoài thành phố kẹt cứng vì dòng người di tản. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin là tiêu diệt đất nước Ukraine.